Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là phần 2 của bài viết Cờ vua và cờ tướng, một số so sánh tử tế. Bài viết này được viết bởi tác giả Tonat. Và ngay sau đây sẽ là nội dung tiếp tục của bài viết. Hai, những khác biệt sâu hơn. Phần này viết về những khác biệt mà phải từng chơi một trong hai loại cờ thì mới biết được, hoặc nếu chưa chơi thì ít nhất cũng phải có ham muốn chơi và học. Người ngoại đạo không có ý định chơi cờ thì không nên đọc phần này. Lưu ý đối tượng so sánh ở đây chỉ là cờ vua và cờ tướng cổ điển, không tính các biến thể. 1. Quân đi chéo. Khác biệt nghiêm trọng nhất giữa cờ vua và cờ tướng là cờ tướng không hề có quân đi tấn công bằng đường chéo. Tuy cờ tướng có sĩ và tượng đi chéo, nhưng chúng là quân phòng thủ, không qua sông được, do đó không thể trực tiếp tấn công quân tướng của đối phương. Quân mã không phải là quân đi chéo. Điều này dẫn đến hệ quả là người chơi cờ tướng chỉ có thể tư duy theo đường thẳng trong các cuộc tấn công ở bên kia sông. Đồng thời nó khiến các đòn phối hợp trở nên kém đa dạng khi chỉ bó hẹp trong việc kiểm soát các đường thẳng dọc, lộ 4, 5, 6 và ngang, hàng 8, 9, 10. Để minh họa cho sự kém đa dạng này, có thể kể đến đòn phối hợp cối xe gió vốn được tạo ra bằng một xe và một tượng, cũng như vài điều kiện về thể cơ. Đòn này uy lực đến mức có thể bắt toàn bộ quân trên một hoặc hai đường thẳng của bàn cờ, và nếu việc bắt quân chưa đủ lợi thế thì bên chạy cối xe gió có thể chuyển ngay sang chiếu cò cưa để đưa cờ về hòa. Cờ tướng có đòn chiếu mở xe pháo, cùng với thế cờ phù hợp, cũng có khả năng ăn hết quân trên một đường thẳng. Tuy nhiên chỉ là hiện tượng giống nhau chứ bản chất là khác xa nhau hoàn toàn. Đòn cối xe gió ở cờ vua chỉ yêu cầu quân chiếu mở, tượng được đứng ở vị trí an toàn. Thì ở cờ tướng thì cả quân mở, pháo và quân mở xe đều phải được an toàn. Giả sử hình trên, thay pháo lộ 2 của đen bằng xe là đòn chiếu mở bị dừng lại ngay sau một nước. 2. Khu vực quan trọng trên bàn cờ. Ở cờ vua, khu vực cần tập trung kiểm soát nhất là 4 ổ ở giữa bàn. D4, D5, E4, E5, còn gọi là trung tâm bàn cờ. Nguyên do là vì quân đứng giữa bàn thì kiểm soát nhiều ổ hơn, tốn ít nước để tấn công hoặc là phòng thủ hơn. Ở cờ tướng, trung tâm bàn cờ kém quan trọng đến mức không được xác định. Khu vực quan trọng ở đây là lộ 4-5-6 và hàng ngang đầu tiên của bên đối thủ. Vì quan trọng nên nó có tên gọi riêng. Pháo lộ 5 được gọi là pháo đầu, pháo hàng đáy được gọi là pháo giác. Nói cách khác, những hàng cột quan trọng ở cờ tướng thực chất là hàng cột hướng vào tướng của đối phương. Trùng hợp thay, lý thuyết tập trung vào tướng của đối phương cũng tồn tại ở cờ vua, nhưng chỉ tồn tại ở thế kỷ thứ 18 trở về trước. Đến khi Philidor xuất hiện và đề ra lý thuyết cấu trúc tốt thì lý thuyết kia dần rệu rã và không hiệu quả bằng. Đến bây giờ thì nó đã chính thức bị loại bỏ, rất ít người kể cả dân nghiệp dư chơi cờ theo lý thuyết này. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ sự cơ động của cờ vua và các quân ở cờ. Vua không có cung, nước đi cơ động, có thể nhập thành. Quân che chắn liên kết tốt nên rất khó phong tỏa. Ở cờ tướng, tướng bị hạn chế ở trong cung, chỉ được đi thẳng. Liên kết quân pháo kém nên bị phong tỏa là hết nước đi ngay. Sau đó chỉ cần thêm một lực lượng vào là chiếu sát cục. 3. Các quân đặc trưng. Đặc trưng ở cờ vua là hậu, người chơi cờ tướng hẳn sẽ sốc vì mức độ cơ động của nó. Nó chỉ tốn rất ít nước để đi đến được ô muốn. Khả năng bảo vệ, căn cho các quân khác cũng mạnh mẽ không kém khả năng tấn công. Ngoài hậu ra, thì tượng cũng là quân người chơi cờ tướng nên quan tâm vì như đã nói, chúng là quân tấn công theo đường đi chéo, thứ mà quân cờ tướng hoàn toàn không có. Nhờ chúng mà các đòn phối hợp trở nên đa dạng hơn, như đòn cối xay gió, nhờ tượng, đòn xiết cổ, nhờ hậu và nhờ sự không bị cản của mã. Tiện thể nói về mã, khi so sánh hai loại mã, người ta thường cho rằng mã cờ vua mạnh hơn nhiều, hay thậm chí cho rằng nó đi loạn vì không bị cản. Nhưng sức mạnh của một quân thì phải xét theo hệ quy chiếu của nó. Mã cờ vua 3 điểm so với quân mạnh nhất, hậu 9 điểm. Mã cờ tướng 4 điểm so với quân mạnh nhất, xe 10 điểm. Tính ra mã cờ vua yếu hơn chỉ vì chiếm 33% so với quân mạnh nhất, trong khi mã cờ tướng chiếm tới 40% điểm. Ngoài ra, mã cờ vua không được gọi là đi loạn vì tất cả quân cờ trong cờ vua đều có sự cơ động.
sự cơ động của mã trong hệ quy chiếu đó trở nên rất là nhỏ nhoi. Đặc trưng ở cờ tướng là pháo, không như mã hay tượng dù khác nhau nhưng vẫn có tương đồng giữa hai loại cờ. Pháo là quân mới mẻ một cách tuyệt đối với người chơi cờ vua. Đầu tiên nó thay đổi trực giác về sự nguy hiểm khi nhìn bàn cờ. Có nguyên tắc chung là ở cờ vua, khi hai quân được cách nhau bằng một quân ở giữa thì chúng an toàn. Điều này tạo ra phản xạ, khi thấy quân không đối mặt nhau thì không phải lo. Nhưng quân pháo lại ăn cái cách khiến cho người chơi cờ vua phải thay đổi hoàn toàn tư duy và trực giác. Người mới tập chơi rất dễ để cho pháo đối phương ăn nguội quân của mình. Thứ hai, khi pháo chiếu, nó ảnh hưởng đến cả nguyên tắc ở giải chiếu. Ở cờ vua thì khi bị chiếu chỉ có 3 phương án: bắt quân chiếu, chạy vua, cản giữa vua và quân chiếu, trừ mã hoặc là bị chiếu áp sát. Nhưng pháo chiếu thì nảy sinh thêm phương án thứ tư: chạy quân ở giữa pháo và tướng, được gọi là ngòi. Với quân bình thường thì khi pháo đối mặt, pháo không ngòi hay còn được gọi là pháo trống thì không quá đáng sợ. Nhưng tướng bị đòng pháo trống, đặc biệt là pháo đầu, thì tình thế rất là xấu, ảnh hưởng lớn đến thắng bại của ván cờ. Thứ ba, nói về ngòi của pháo. Khi có hai quân chắn giữa pháo và tướng, nếu đều là quân mình thì hai quân đó đã bị vô hiệu hóa, tức là bị ghim một lúc hai quân trên một hướng đi của đường thẳng, điều cờ vua tuyệt đối không có. Nếu một trong hai quân đó là địch thì khả năng quân ấy sẽ di chuyển để pháo địch dùng quân của mình làm ngòi chiếu. Đồng thời quân vừa di chuyển vừa có thể tận dụng để bắt đôi. Nhìn chung đây là tình thế rất là khó chịu. Vậy nên người chơi cờ vua chuyển qua học cờ tướng cần rất nhiều kỹ năng kiểm soát pháo, cần cả cách loại bỏ định kiến do cờ vua hình thành để nhanh tiếp thu lối tư duy mới mẻ này. 4. Mức độ liên kết của quân. Mức độ liên kết của quân cờ ở cờ vua cao hơn cờ tướng rất là nhiều. Ở khai cuộc mà có ô nào đó không được bất cứ phe nào kiểm soát và không có quân khác căn là việc không tưởng. Trong khi đó ở cờ tướng thường xuyên có những vị trí không có bên nào kiểm soát và căn, mà muốn kiểm soát và căn hết tất cả các vị trí thì cũng không được. Để dễ hình dung là hãy nhìn ảnh bên dưới, đây là khai cuộc phổ biến mà tôi hay dùng trong thực chiến. Khi vị trí được tô xanh là vị trí không có bất kỳ quân của phe nào được kiểm soát hoặc căn. Có thể thấy bàn cờ vua không có ô xanh nào cả, còn bàn cờ tướng thì có rất nhiều, bao gồm cả vị trí đang có quân đứng. Tất nhiên là một số khai cuộc cờ vua vẫn có để xảy ra ô xanh, nhưng chúng đều ít hơn cờ tướng rất là nhiều. Liên kết quân kém dẫn đến vài hệ quả. Thứ nhất, khả năng phòng thủ không chặt chẽ bằng cờ vua. Nó khiến cho quân ngay cả khi vẫn còn nhiều nhưng hoạt động vẫn không hiệu quả. Điển hình là việc chiếm lộ và chiếm các vị trí đẹp. Ở cờ tướng một khi đối phương đã chiếm được là ta cần phải chấp nhận và xử lý bằng cách chiếm vị trí đẹp khác còn lại. Đưa quân ra đuổi họ khỏi vị trí, hoặc thí quân để thu hút họ ra chỗ khác, hoặc tạo căn để ra tranh giành với nó. Nhưng cũng khó xảy ra hơn so với việc đi chiếm vị trí khác. Thứ hai, đây là ưu thế cho bên đang thiệt quân. Vì đó là liên kết kém nên không cần quá nhiều quân để tấn công và chiếu bị đối phương. Ở cờ vua, mỗi lần khơi vào một cuộc tấn công, tôi thường phải đếm số quân mình và địch đang kiểm soát những vị trí quan trọng. Những vị trí ấy thường được 4 và 6 quân bảo vệ. Thay vì tưởng tượng 4 đến 6 nước tiếp theo, thì việc đếm quân để so sánh lực lượng là nhanh và hiệu quả hơn. Khi chơi cờ tướng, tôi chưa bao giờ phải làm như thế, vì thường một vị trí quân thường có 3 quân bảo vệ là nhiều nhất rồi. Một cuộc tấn công ở cờ tướng thì chỉ cần đưa được 3 quân vào là khá chắc chắn, sẽ khiến cho đối thủ run cầm cập, đặc biệt là khi đứng cùng cánh. Có câu tam tử đồng biên để miêu tả những tình thế nguy hiểm ở trò chơi này. Hình trên đây là hai ván thực chiến của tôi khi minh họa cho điểm thứ nhất và thứ hai và tôi vừa kể. Cả hai đều đến đỏ đi và đều khiến cho đen bị chiếu bí sau đó. Hình trái cho thấy sự thiếu liên kết, khiến cho còn nguyên sĩ tượng, đôi xe và pháo, nhưng đen không dùng chúng để phòng thủ được, thua. Hình phải cho thấy bên đỏ đang thiệt hẳn một xe. Như một cuộc tấn công chỉ cần xe pháo mã, cũng đủ chiếu bí khiến đen không thể chống đỡ được, dù còn nhiều quân. Cờ vua liên kết tốt nên gần như không bao giờ xảy ra trường hợp này. Trước mỗi đợt tấn công nguy hiểm, người chơi cờ vua vẫn thường có cách cứu vua. Dù để cứu được có thể phải trả giá đắt, nhưng ít nhất không đến nỗi phải nhìn các quân cờ khác nhìn vua bị chiếu bí mà không giúp gì được. Thứ ba, vì liên kết kém nên chơi cờ rất sợ bị đòn ghim và xiên. Mặc dù hai đòn này vốn là tình thế khó chịu cho cả cờ vua, nhưng ở cờ vua, do quân được căn nên bị ghim xiên thì thoát quân mạnh ra để chấp nhận đổi quân yếu là cùng. Còn cờ tướng một khi bị ghim ở cờ tàn là nhiều khả năng cứ bị ghim mãi đến khi kết thúc ván cờ. Nếu còn nhiều quân thì thường thoát ghim bằng cách một trong hai quân bị ghim vừa thoát ra, vừa đuổi quân khác để mời đổi quân. Hoặc may mắn thì thoát ra dọa chiếu bí, khiến cho đối phương không dám bắt quân còn lại.
Ngoài ra, vì ít khi được căn, nên mất quân ở cờ tướng cũng là mất trắng chứ không phải là đổi lấy quân mạnh lấy quân yếu như là ở cờ vua. Cuối cùng, thứ tư là vì liên kết kém nên cờ tướng sinh ra khái niệm tiên và cướp tiên. Tiên có thể hiểu là thế chủ động. Ví dụ, chủ động đổi quân. Bởi vì ít được căn nên bên bị đuổi thường phải tốn nước cờ để chạy hoặc là chống nước đuổi đó. Còn bên đuổi thì có thể dùng ưu thế này để buộc đối thủ đi những nước bảo vệ hoặc là chạy quân khỏi vị trí đẹp, từ đó tạo ra ưu thế. Thực tế, tiên quan trọng đến mức có câu phế quân tranh tiên. Ở cờ vua, đổi quân không quá ưu thế đến mức có thuật ngữ riêng. Nó chỉ hữu dụng khi đuổi bằng quân có giá trị thấp như là tốt hoặc lúc tàn cờ còn ít quân. 5. Mức độ cơ động của quân. Quân cờ vua cơ động hơn. Chính vì vậy mà khai cuộc cờ vua là công cuộc đưa quân lên tạo nhiều áp lực hơn cho đối thủ ở vị trí quan trọng, chứ không phải là đứng độc quyền ở vị trí quan trọng như là cờ tướng. Ở cờ tướng, ngoài việc nhanh tay chiếm độc quyền vị trí đẹp thì nó còn một chiến thuật khác là khóa không cho quân đối phương di chuyển. Nhiều khi quân khóa và bị khóa vốn dĩ là không ăn được nhau, nhưng chúng chỉ đứng đó nhìn nhau mà thôi. Các vị trí khóa tướng thường gặp nhất là xe, pháo đứng ở chân tốt lộ 3 và 7 để khóa mã. Pháo lộ 2 và 8 được xe căn, tấn lên hàng sông hoặc hàng tốt để chế đường đi của xe đối phương. Đòn khóa này người chơi mới thoạt nhìn tưởng là vô dụng nhưng thật sự là khá là khó chịu. Nó không bắt quân của ta nhưng nó vô hiệu hóa khiến cho quân có cũng gần như không. Quân cờ tướng rất dễ bị cản. Bộ ba tấn công xe pháo mã thì pháo và mã là có thể bị cản. Bộ đôi phòng thủ là sĩ và tượng thì tượng thường xuyên bị cản. Quân dễ bị cản nên không linh động giữa tấn công và phòng thủ. Một con pháo đã được phái đi ăn quân thì nước sau nó không thể về lại chỗ cũ để phòng thủ được. Tương tự mã một khi đã lên thì có rất ít cơ hội lại quay trở về chỗ cũ ở nước sau do bị cản. Điều này không có ở cờ vua. Một quân tượng đang che chắn quân vua được phái đi bắt quân, ngay nước sau nó có thể trở về vị trí cũ để che chắn. Trong trường hợp quân địch cản đường, nó có thể ăn ngay quân cản đường chứ không bị động đứng nhìn như là trong cờ tướng. Quân cờ bị cản nên bàn cờ rộng không có nghĩa là nhiều chỗ để đi. Tuy bàn cờ tướng nhiều điểm đặt quân hơn cờ vua lên đến 26 điểm, 9 nhân với 10 so với 8 nhân với 8, nhưng đa số các điểm đặt quân ấy đều được kiểm soát để không cho đối phương đi vào. Chính vì hay bị cản nên chơi cờ tướng có cảm giác như là ngột ngạt hơn cờ vua. Những quân bị cản thường xác định phải đứng yên cho mãi đến cuối chung cuộc, đầu tàn cuộc mới có thể hoạt động được. Nhưng đến tàn cuộc thì vị trí cần khai thác luôn thu hẹp và các vị trí cần tướng, thế nên các điểm đặt quân có thể nói là thừa. Có câu cờ tàn pháo hoàn thể hiện rõ nhất sự thừa điểm đặt quân này, bởi vì pháo chỉ có uy lực khi có ngòi, mà cờ tàn thì hết quân làm gì có ngòi cho pháo. Nó phải hoàn về sân nhà, và cụ thể hơn là hoàn về cung để dùng sĩ làm ngòi. Thanh thử ra pháo khi ấy chỉ hoạt động được ở 3 lộ 4, 5, 6, còn các lộ khác là thừa. Ngay cả khi cần bình, tấn, bình ba nước, để vòng từ bên này sang bên kia thì gần như có thể nói là bình sang lộ 1, 2, 3, 7, 8 hay là 9 thì đều như nhau. 6. Luật xoay quanh việc đuổi và chiếu cò cưa. Đuổi cò cưa và chiếu cò cưa là khi một bên thực hiện nước đuổi hoặc chiếu lại lặp vĩnh viễn. Với cờ vua, luật này khá là gọn gàng, hòa, vì nó sẽ rơi vào trường hợp lặp lại hình cờ 3 lần hoặc là sau 50 nước không có thể thực hiện bắt quân hay là đi tốt. Cả hai bên đều dẫn đến phán quyết. Với cờ tướng, luật này dẫn đến phán quyết thua cho bên thực hiện đuổi, chiếu. Nhưng việc không hề đơn giản vì nó có rất nhiều ngoại lệ ở đây. Một bên đuổi chiếu cò cưa thì bị xử thua, nhưng hai bên cùng chiếu cò cưa, luân phiên thì xử hòa. Xe đuổi cò cưa pháo thì bị xử thua, nhưng xe đuổi cò cưa pháo có căn thì xử hòa. Pháo đuổi cò cưa xe bị xử thua, nhưng đuổi cò cưa lần lượt hai xe thì xử hòa. Hai nước đuổi liên tiếp và bị đuổi lại một nước, bên hai nước sẽ bị xử thua. Hình dưới, bên trái, minh họa cho trường hợp hai bên cùng chiếu cò cưa luân phiên và xử hòa. Đây cũng là trường hợp chỉ xảy ra ở cờ tướng, vì cần có pháo mới thực hiện được. Hình bên phải minh họa trường hợp hai nước mã đuổi liên tiếp và xe bị đuổi lại một nước, bên mã bị xử thua. Trường hợp này khá là bất công cho bên mã, vì họ buộc phải đi như vậy để cứu mã và mã đầu xe là thiệt cho mã, thế nhưng luật ở đây lại có lợi cho bên xe. Cơ nguyên cho việc cờ tướng không xử hòa cho đuổi, chiếu cò cưa là vì nếu thế ván cờ sẽ rất dễ hòa, đặc biệt là khi kỳ thủ yếu muốn chủ động cầm hòa với kỳ thủ mạnh thì họ sẽ dễ sa đà vào lối chơi chỉ nhăm nhăm tìm cách cò cưa. Một luật cấm cò cưa, mặt khác không thể áp dụng được luật cấm này vào mọi trường hợp
vì như vậy có thể dẫn đến bất công. Thế nên cuối cùng đẻ ra rất nhiều ngoại lệ như tôi đã kể ở trên. Ngoài ra, tình thế hết nước đi, stalemate ở cờ tướng sẽ bị xử thua cho bên hết nước đi, còn ở cờ vua thì là xử hòa. Nguyên do cũng là vì cờ tướng quá dễ hòa nếu hết nước đi được xử hòa. Rất nhiều tàn cuộc chắc chắn thắng ở cờ tướng sẽ bị hòa nếu luật khác đi. Ví dụ, tướng tốt đầu tướng, tướng mã đầu tướng, vân vân. Cũng vì đặc điểm này mà cờ tướng hay sử dụng nước đợi và nước thiệt hơn là cờ vua ở tàn cuộc. Do đó khi thấy cờ không đi quân thì không sao, nhưng nếu cứ đi quân thì là thiệt, mà luật thì lại bắt phải đi. Trái, bức hòa này rất hay của cờ vua, đen đi HG2+. Phải, ván thắng rất đẹp nhờ nước thiệt của cờ tướng. P5, 7, T6, 5, P7, 3. Ở cờ vua, việc đuổi chiếu cỏ cưa dễ chống hơn, do quân được liên kết tốt và vua cơ động hơn, nên việc áp dụng phổ quát phán quyết hòa cho nó là không bất công. Còn nước đi được xử hòa thì là vừa do cờ vua không quá dễ hòa, nên là không cần thắng theo cách đó. Vừa do đây là một chiến lược hay, khiến trò chơi trở nên thú vị hơn. Nó như một hy vọng mong manh để bên yếu thế có thể tiếp tục chơi mong kiếm nửa điểm thay vì tuyệt vọng phải đầu hàng luôn. Có nhiều ván bức hòa mà trông đẹp hơn cả chiến thắng. 7. Tàn cuộc. Cả hai loại cờ đều có đặc điểm chung là khai cuộc và tàn cuộc cần học thuộc lòng nhiều công thức đánh. Tuy nhiên, tàn cuộc ở cờ tướng đòi hỏi phải học thuộc nhiều hơn. Là vì cờ tướng có quá nhiều quân phòng thủ, hai sĩ và hai tượng, trong khi về tàn thì mỗi bên lại có quá ít quân tấn công. Cờ vua thì không có quân nào gọi là quân phòng thủ cả, chỉ là theo giai đoạn chúng được giao nhiệm vụ phòng thủ hay không mà thôi. Ví dụ ba tốt đứng trước vua ở khai, trung thì dùng để thủ, nhưng về tàn chúng có thể dùng được để đẩy lên tấn công. Sĩ tượng cờ tướng thì không bao giờ dùng để tấn công tướng đối phương được. Hãy tưởng tượng ở khai, trung, khi bạn nỗ lực để lấy lợi thế hơn đối thủ bằng mặt quân xe, nhưng cuối cùng lại bị đẩy về tàn xe đấu sĩ tượng bền, thì thường là sẽ hòa. Bốn quân sĩ tượng bền bạn giữ được trở nên vô dụng vì không giúp gì được cho xe tấn công cả, vô cùng đáng tiếc. Ở cờ vua thì không bao giờ có hơn hẳn một xe mà không chắc chắn thắng cả, trừ khi thế cờ quá xấu hoặc là đi sai. Vì người chơi có thể cho đổi tất cả số quân còn lại để đưa về tàn xe vua, đấu vua phải là thắng. Đặc biệt là thế cờ hòa đơn xe đấu sĩ tượng bền không phải là thế cờ hiếm gặp. Để dễ so sánh, hãy biết cờ vua cũng có thế hòa đáng tiếc, hai mã đầu vua. Nhưng số ván chơi cờ vua lên đến hàng vạn của tôi chưa bao giờ gặp thế này. Cả thế hai tượng đầu vua lẫn mã tượng đầu vua, thắng nếu thuộc công thức, thì tôi cũng chưa bao giờ gặp. Và đặc biệt là cờ vua có tốt phong cấp. Cờ tàn thì người ta thường dùng mã tượng để hy sinh cho tốt nếu cần, nên thường tốt sẽ sống đến cuối ván thay vì mã tượng. Còn với cờ tướng, chỉ tính trong 150 ván tôi đã đăng ảnh ở đầu bài, tôi đã gặp tới hai ván hòa vì đơn xe đấu sĩ tượng bền rồi. Tàn xe mã đấu xe sĩ tượng bền. Bên xe sĩ tượng bền muốn hòa thì có một cách đơn giản là chỉ cần đổi xe lấy mã là được, rất dễ hòa và rất thường gặp. Trái, thế cơ này hòa do tốt 3 vội xuống quá sâu. Phải, thế cơ này hòa dù đỏ hơn một xe, sĩ tượng của đỏ cũng gần như không. Tất nhiên ở cờ vua, có tàn cần phải học thuộc lòng, như xe tốt đầu xe tượng đầu xe, nhưng chúng ít hơn nhiều so với cờ tướng. Nguyên do thứ hai, bởi vì cờ vua có thể phong cấp. Giả sử về tàn, tượng hai tốt đầu vua, không ai cần nghiên cứu cách chiếu bí bằng tượng hai tốt cả, mà họ sẽ cho tốt phòng hậu để đưa về tàn không thể dễ dàng hơn, vua hậu đầu vua. Một tốt còn lại là thừa, cũng có thể thí đi cũng được. Và việc dùng vua tượng hai tốt để bảo vệ cho tốt phong cấp cũng đơn giản đến mức không cần nghiên cứu. Nó rất trực quan, cứ cho vua của ta áp sát và bảo vệ tốt là được. Ở cờ tướng, tốt không những không phong cấp được, mà việc tấn tốt lên cũng cần nhiều thận trọng hơn, bởi vì tốt tấn quá sâu được gọi là tốt lụt, thì nó lại không hiệu quả bằng. Và tấn tốt là việc không thể đảo ngược, do tốt không thể đi lùi được. Chẳng hạn hai tốt đấu hai sĩ, có thể chắc chắn thắng với điều kiện, không tấn tốt quá sớm, hai tốt đấu sĩ tốt có thể thắng nếu thuộc công thức. Rồi đến tàn pháo mã không có tốt. Mã đầu hơn sĩ, pháo đấu đôi sĩ đều cần phải thuộc công thức mới có thể biết cách thắng. Và ở cờ vua, do có đến 8 tốt, nên việc diệt tất cả chúng là việc hiếm xảy ra hơn so với cờ tướng chỉ có 5 tốt và thường xuyên không được bảo vệ chặt, chứ tốt đâu. Cuối cùng,
Quan trọng nhất là người chơi cờ tướng buộc phải học thuộc rất nhiều tàn cờ để biết cách dứt điểm phản đấu. Chẳng hạn như đã lợi thế hai tốt mà bắt được đối tượng của đối thủ, cần phải học tàn để ngay lập tức đơn giản ván cờ bằng cách đổi hết quân để vần tàn hai tốt đầu hai sĩ. Phải nhớ không tấn tốt quá vội. Nếu không biết điều đó thì người chơi sẽ tiếc rẻ vì nghĩ ưu thế này là chưa đủ để thắng. Họ sẽ tiếp tục duy trì ván cờ phức tạp để mong kiếm được nhiều ưu thế hơn. Nhưng trong cờ không nói trước được điều gì hết, biết đâu bên ưu vì tâm lý yếu mà đi sai để rồi lại bị thua ngược. 3. Quá trình học cờ tướng của người viết. Phần này thuần túy là chia sẻ trải nghiệm cá nhân của tôi trong quá trình học cờ tướng từ một người không biết gì cả cho đến khi đạt được những thành quả như hình tôi chụp ở đầu bài. Và bởi vì tôi không thích dạy ai nên phần này viết để đọc chơi chơi thôi, tôi cũng chẳng khuyên nhủ gì cả. Trong khi cờ vua là môn mà tôi đã chơi được hơn 15 năm nay, thì cờ tướng tôi mới chỉ chơi được vài tháng. Cái ảnh chơi 150 ván với tỷ lệ 74% ở đầu bài là sản phẩm khi tôi thực sự học và luyện chơi một cách chú tâm trong hơn một tháng mà thôi. Nếu so với cờ vua thì việc học cờ tướng của tôi khác rất là nhiều. Cờ vua là môn tôi học chơi từ năm 7 đến 8 tuổi, chỉ là chơi cho vui, chơi theo cảm tính và học lỏm cho đến khi đạt giới hạn của bản thân, chứ không học chơi theo sách gì cả. Mãi khi lớn hơn một chút có internet để tò mò thì mới biết đến lý thuyết cờ. Nhưng khi ấy thì điểm rating của tôi ở trên Chess.com đã lên đến 1600 rồi. Hồi đó tôi từng chơi với mấy người bạn dạy cờ vua, ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi không học lý thuyết gì mà có thể đánh được như vậy. Khi ấy tôi không có nhu cầu học thêm và cũng tự thấy giới hạn của mình ở đây. Muốn cao hơn thì phải bỏ thời gian, công sức và đôi khi là niềm vui. Bởi vì tôi đã biết cảm giác áp lực khi chơi cờ vua, tầm hơi cao và cảm giác dằn vặt bản thân khi đi sai như thế nào. Lúc ấy khó có thể nói chơi cờ là để giải trí được. Còn với cờ tướng thì nó lại hoàn toàn khác. Tôi không học cờ tướng như đứa trẻ 7 đến 8 tuổi ngày xưa nữa, mà như một người trưởng thành với cả đống sách vở và máy móc hỗ trợ. Quả đúng là có học thì có hơn. Trong hơn một tháng, sức cờ của tôi được đẩy rất là nhanh, từ chỗ vẫn còn bị pháo đối phương ăn nguội cho đến khi hiểu được loại cờ này và chiến thắng giòn giã. Cách học của tôi là lý thuyết song song với thực chiến. Lý thuyết học từ sách, YouTube. Tây không trộm môn này nên chỉ có tài liệu tiếng Việt và Trung thôi. Sau khi thực chiến thì tôi dùng đến máy móc, đó là nhờ máy phân tích những nước tốt, nước xấu và trước một thế cờ nhất định thì nên đi nước nào. Cứ xoay vòng ba khâu như vậy. Ngoài ra còn giải cờ để nhanh thuộc các đòn phối hợp. Nói về vấn đề thực dụng thì phải kể đến chuyện nhớ mặt quân. Với người không biết tiếng Tàu thì có lẽ cần chú tâm đến chuyện nhớ mặt quân đúng và nhanh, để sao cho liếc qua bàn cờ là đủ biết quân nào đứng ở đâu rồi, chứ không phải mất vài giây mới có thể nhận dạng. Thực tế, việc này phiền toái cho Tây đến mức web chơi cờ tướng của Tây, cnq.com, họ phải thiết kế thêm kiểu thể hiện quân bằng biểu tượng hình như ở bên trên, đồng thời sử dụng kiểu tọa độ khác. Nền tảng chơi và người chơi cũng là vấn đề. Như đã nói, cờ này Tây không ưa chuộng. Số người chơi online ở cnq.com luôn không thể bằng đến một bàn tay. Nên muốn chơi chỉ có thể chơi với người Việt và Tàu. Mà ai cũng biết mức độ văn minh của người Việt trên mạng là rất thấp. Nhiều game online chặn IP từ Việt Nam là hiểu rồi đấy. Trước khi chuyển hẳn sang app Tàu như đầu bài, tôi có chơi vài app Việt như là app Zika, app cờ tướng có bọn Hì Hục. Nghe tên studio đã thấy trẻ trâu rồi. Hì. Và thường xuyên gặp trẻ trâu. Nhẹ thì dục đối thủ nghĩ nhanh, nặng thì chửi nhau. Từ khi chuyển qua app của Tàu thì mới thoát được vấn đề trẻ trâu. Nhưng không biết chỗ khác thì như thế nào. Nhưng nếu chỉ so sánh hai app cờ tướng này thì người Tàu văn minh hơn một chút. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!